Chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài gửi và lưu trữ file từ thiết bị Android lên server Node.js. Ở bài trước thì chúng ta đã hoàn thành cái tính năng là ghi âm và lưu trữ file ghi âm lên thư mục của server. Ở bài này thì chúng ta sẽ viết tính năng là lấy một file ghi âm ở trên server về và phát ở trong ứng dụng của chúng ta. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào Android Studio để chúng ta viết code nhận về một âm thanh. Mình là TVT các bạn. Rồi chúng ta con slap hết tất cả các cái hàm lại, thu gọn nó. Rồi ok, mình sẽ viết thêm một cái client send request, nhưng mà ở đây mình sẽ send request mà send request sao. Ở trước thì mình send request image. Rồi sao để mà nhận được cái sao á, thì mình sẽ phải viết một cái listener mới on new sao. Và mình cũng khởi tạo cho cái on new sound này. On new sound bằng new listener. Ok. Các bạn chấm phẩy đây nhé. Rồi. Ở hàm này thì mình sẽ gọi đến một cái hàm ở ngoài và mình sẽ viết riêng để tránh cho nó nhìn nó rối nha các bạn. Mình gọi hàm là hàm handle new sao. Như lần trước thì mình đã nói phải truyền vào cái args không. Ok, mình tạo ra cái hàm đó ở trong bên activity và mình muốn là để dưới on create, cho nên là mình sẽ cắt nó, mình dán xuống dưới nha. Cắt. Rồi. Trong hàm init socket thì mình phải gọi ra là bắt nó lắng nghe các bạn. Em.socket.on. Rồi, chúng ta truyền vào là server send sound. Như vậy là chúng ta chưa có cái hàng chuỗi này và chúng ta phải tạo ra nó thôi. Rồi ở đây trên này chúng ta sẽ tạo ra nó nha. Chúng ta tạo ra cái server send sound này. Ok. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp cái hàm handle new sound. Thì hàm handle new sound các bạn phải gọi trong run on UI thread và các bạn tạo ra một cái runnable mới. Nó bắt các bạn override hàm run, nó trả về một cái 3 array và chúng ta muốn từ 3 array chúng ta phát ra thì chúng ta sẽ lên khoa phạm snippet android, chúng ta lấy cái hàm về đó là play mp3 from by array các bạn. Rồi các bạn có về và các bạn dán vào. Ok, bây giờ run. Các bạn sẽ play from by nè. Các bạn truyền vào mảng by đúng không? Mảng by chính là cái ARG của chúng ta và chúng ta phải cast nó về mảng by. Như vậy là xong. Chúng ta cần một cái button để chúng ta gửi cái request lên. Bây giờ mình sẽ thêm một cái button nữa. Rồi mình để ở đây đi. Mình đặt cái button là này, lấy tiếng. BTN get sound. Rồi. Mình khai báo cái button này nhé các bạn. Đây. Ánh xạ. r.id.btn get sound. Get sound đây rồi. Chúng ta cast nó về kiểu button. Ok. Chúng ta viết ra một cái hàm để nó gửi request sound. Private void send request sound. Ok. Send request sound thì nó sẽ emit lên server một cái thông điệp thôi. Giống như nãy các bạn gửi một cái request hình ảnh thôi.
msocket nhé các bạn. Chấm emit. Rồi, emit lên cái thông điệp là client send request sao. Đây. Ở đây các bạn điền vào bất kỳ cái gì cũng được. Như mình đã nói bài trước thì cái thông điệp này nó không quan trọng. Tại vì server chỉ cần biết là có người nào đó gửi về một cái request sao và phải gửi lại cho người đó một cái âm thanh. Thế là tất cả là như vậy thôi. Rồi, send request sao, chỉ như vậy thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ set sự kiện cho cái button send request sao này ha. Ở hàm add event. Mình sẽ viết ở đây btn send get sound này chấm set on click new on click. Rồi mình sẽ gọi hàm send request sound. Sau khi mình gọi hàm này thì server nó sẽ trả về cho mình một cái âm thanh. Như vậy bây giờ mình sẽ viết, mình sẽ copy cái âm thanh này ra ngoài này nhá. Mục đích là để đơn giản thôi các bạn. Mình đổi tên cái file này đi thành test luôn, test.3gpp. Rồi mình vào server mình viết code. Đây là server của mình các bạn. Tương tự với image thôi. Mình dán ở đây, send request ở đây là request sound. Rồi test ở đây là test.3gpp các bạn, 3gpp. Server send sound. Ok. Vậy là mình đã xong phần code. Bây giờ mình sẽ test thử xem là code của mình có chạy đúng như những gì mình mong muốn không nhá. Mình nốt app đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái app này Android Studio và mình run lại app. Như vậy là server nó đã nhận ra một người dùng mới vừa kết nối. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào button là lấy tiếng nhé. Rồi nó đã start. Mình sẽ nói một vài câu nhé. Hello 123123. Rồi. Như vậy là các bạn thấy là chức năng của chúng ta đã viết thành công. Chúng ta gửi request lên và server đã gửi về cho chúng ta một cái âm thanh và nó đã play được cái âm thanh trên thiết bị Android của chúng ta. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn bước thứ 8 của các bước thực hiện, đó là ghi âm, đưa file lên server, sau đó đọc về và phát trên thiết bị Android của chúng ta. Ở bài tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bước thứ 9, đó là bước đọc file bất kỳ từ server về Android. Nghĩa là server nó sẽ lấy tất cả các hình ảnh có trong thư mục âm thanh và thư mục hình ảnh của server và nó ép vào một cái mảng. Sau đó khi người dùng gửi request một hình ảnh hoặc một âm thanh thì nó sẽ random ra một cái file gửi về cho client. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần việc phát hình ảnh hoặc âm thanh nó lên. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.